Nhắc đến Trần Thiện Thành là nhắc đến kho tàng âm nhạc với hàng trăm tác phẩm nhạc tình, nhạc lính, nhạc quê hương được mọi người mến mộ. Trong tâm tình đó, Mỹ Lan trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình dạ tiệc kỷ niệm 18 năm nhật trường Trần Thiện Thành chủ đề Trong lần tái ngộ vào lúc 6 giờ chiều thứ sáu 12 tháng 5 tại nhà hàng Moonlight với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Lan, Karen Kim, Mỹ Quyền, Bích Vân, Diệp Thanh Thanh, Tuấn Đạt, Trung Tử Lưu, Khánh Hoàng, Lưu Việt Hùng, Đặng Linh Vũ, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Hiền, Mỹ Hạnh, Lệ Phương, Bình Hai Lúa và danh hài Trần Thiện, ban nhạc rock Desaben, Anh Chí và Bạn Hữu, MC nhà văn Phạm Gia Đại, Đỗ Thành, Mỹ Lan, phụ trách âm nhạc Mai Tiến Dũng, âm thanh Tiger Sound, phụ diễn các MVS Music Studio, đón xem livestream vào lúc 7 giờ tối trên YouTube channel Nhật Trường Mỹ Lan Music bởi RGP Focus Production. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-330-1437. Mỹ Lan trân trọng kính mời. Và bây giờ, kính mời quý vị bước vào dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành. Và kính mời quý vị dành tràng pháo tay để chào đón nhạc sĩ Trung Nghĩa, Mười Ngón Tay Vàng và nhạc sĩ Mai Tiến Dũng. Khi vận mệnh của dân tộc đã khiến cả triệu người Việt Nam phải ly tán, người bị tù đầy, kẻ lênh đênh trên biển cả mênh mông, người lang thang nơi rừng thiêm nước độc, ôi còn đâu những ngày tháng hoa gấm dệt mộng yêu thương ngân nga từng khúc nhạc. Nhưng định mệnh đã khiến chúng ta một lần nữa lại gặp nhau nơi xứ lạ quê người, trong bầu trời tự do ngập tràn tình yêu thương. Anh bắt tay tôi ghì chặt lấy em, mừng mừng tuổi tuổi. Nhưng sao lệ cứ tuôn rơi trong lần tái ngộ. Tôi xin gửi về em lời mừng tái ngộ. Mười mấy năm qua mà ngỡ như giấc chiêm bao. Ôi giấc chiêm bao lặng lẽ từng cơn tiếc cơn đau. Ôi giấc chiêm bao chậm trùng đại dương nhớ thương nhau. Tôi xin gửi về em lời mừng tái ngộ. Còn mặt xưa em cười giờ in dấu chân chim. Tôi tóc xanh đã bồi hồi sợi tơ trắng sương đêm. Em có nghe trong lòng mình một say sức không tên. Gặp lại nhau trên xứ người ngập hoa vàng, những cánh hoa màu vàng của ngày đầu yêu đương ấm ung mãi thôi. Buổi hẹn xưa trong chiều hồng cũng như hoa màu vàng nhận lại rồi cho nhau. Gặp trên con phố dạo rực ánh đèn, cơn gió núi xa lạ nào làm tranh lòng không em. Có vẫn như xưa hẹn hò nhau tuổi học trò, bàn tay tìm bàn tay mà ngẩn ngơ rồi ngẩn ngơ. Thân thương lời chào nhau mừng ngày tái ngộ, một thoáng như những điều cũ giờ xa quá quê xưa. Ôi đã lâu những giọt lệ càng khô lắng trong tôi. Ôi phút giây tái ngộ là lùng mưa cứ tuôn rơi. Gặp lại nhau trên xứ người ngập hoa vàng, những cánh hoa màu vàng của ngày đầu yêu đương ấm ung mãi thôi. Buổi hẹn xưa trong chiều hồng cùng những cánh hoa vàng chừng rồi cho lại cho nhau. Gặp trên con phố giàu dựng ánh đèn, cơn gió núi xa là nào làm tranh lòng không em.
có vẫn như xưa hẹn hò nhau tuổi học trò. Bàn tay tìm bàn tay rồi ngẩn ngơ hoài ngẩn ngơ. Thân thương lời chào nhau mừng ngày tái ngộ. Một thoáng như những điệu hò giờ xa quá quê xưa. Ôi đã lâu những giọt lệ càng khô lắm trong tôi. Ôi phút giây tái ngộ lạ lùng cứ tuôn rơi. Ôi đã say tay ngộ là lùng mưa cứ tuôn rơi. Ôi phút say tay ngộ là lùng mưa mưa cứ và Đỗ Thanh. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng ta cũng biết ngày hôm nay là ngày tưởng niệm ngày mất của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Và sẵn tiện đây Khánh Hoàng cũng xin đại diện chị Mỹ Lan cũng xin tưởng nhớ đến hai khách mời thường xuyên đặc biệt của chương trình kỷ niệm nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Người đầu tiên, Khánh Hoàng xin mời quý vị cùng tưởng niệm đến giáo sư Tô Văn Lai, người mới vừa qua đời vào năm ngoái. Vậy ngày hôm qua cũng là ngày sinh nhật của ông. Ông cũng là khách mời thường xuyên đặc biệt của chương trình kỷ niệm Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Năm nay không có chú ở đây. Dạ. Và vị khách mời đặc biệt thứ hai đó là anh Bruce Trần. Anh Bruce Trần cũng đã gắn bó với chương trình của Mỹ Lan gần mười mấy năm qua. Một lần nữa xin quý vị hãy cùng lắng lòng tưởng nhớ đến hai vị khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn Khánh Hoàng. Kính thưa quý vị, ba người MC sẽ điều họp chương trình ngày hôm nay là Đỗ Thanh, Mỹ Lan và chúng tôi là Phạm Gia Đại xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi quý vị đến với dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, ông viết với nhiều thể loại khác nhau, từ tình ca để chúng ta cảm thấy được rằng trong bầu trời nơi nào cũng có nắng, gió, mưa, nhưng tại sao mỗi khung trời lại cho chúng ta một cảm xúc khác nhau? Có phải chăng là tình yêu của nơi chốn ấy, tình yêu được dệt thành những ca khúc từ hạnh phúc, tan vỡ hoặc khổ đau. Một khía cạnh khác, trân quý hơn nữa, để thấy được bom nổ tăng gầm, pháo xé không gian, những đoàn quân vẫn chiến đấu miệt mài anh dũng cho đến khi miền Nam bất tử. Những hình ảnh của những vị tướng lãnh tuẫn tiết trong cuộc chiến miền Nam Việt Nam cũng được bay bổng rất trân quý trong những nốt nhạc Đồ Rê Mi Pha Son. Chúng tôi cũng chia sẻ một khía cạnh khác trong dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh để thấy được bên nước mặn biển cho muối nhiều, bên nước ngọt phù sa dân đầy, những cánh cò ca dao đến từ lời ru của mẹ. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần với bài Chiếc áo bà ba và áo thơm rơm. Những hình ảnh trân quý đó đều được nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh góp vào kho tàng âm nhạc Việt Nam để tạo thành một chiếc bình cổ gửi đến tất cả quý vị của nhiều thế hệ. Đặc biệt trong đêm nay, quý vị sẽ được thưởng thức những thế hệ ca sĩ trẻ thưởng thức và chia sẻ dòng nhạc của ông, ví như rượu cũ trong một chiếc bình mới, dòng nhạc xưa, tiếng hát tiếp nối. Trân quý, chào mừng quý vị đến với 18 năm kỷ niệm dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh hôm nay. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, vừa thưởng thức xong nhạc phẩm Trong Lần Tái Ngộ là tác phẩm đầu tay mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh anh đã vừa sáng tác khi mà ông mới đặt chân tới vùng đất tự do ở Hoa Kỳ năm 1993. Và bài hát này đã vừa mở màn cho chương trình 18 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh Trong Lần Tái Ngộ, với năm giọng hát của Khánh Hoàng, Vũ Quang Vinh, Đặng Vũ Linh, Bình Hai Lúa và Mỹ Lan. Kính thưa quý vị, Nhật Trường Trần Thiện Thanh là một khuôn mặt ca sĩ quen thuộc tại Sài Gòn ngày xưa trong thập niên 60 và 70 mà được chúng ta rất là yêu mến. Vâng, kính thưa quý vị, những sáng tác của Trần Thiện Thanh là một những bản tình ca, là những cái dòng nhạc ca ngợi tình yêu, là tiếng nói của con tim, là những lời thủ thị với người yêu khi đang còn bên nhau.
là lời tình tự, là thương yêu, là nhung nhớ day dứt những khi phải tạm xa nhau, vì chàng thì tiền tuyến còn em thì hậu phương, nhưng con tim vẫn không có ngày chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi, phải không Đỗ Thanh? Dạ thưa đúng, bởi vì 18 năm trôi qua, tuy mộ ông đã phủ đầy rêu xanh, nhưng đó là một màu xanh lý của một thiên tài thi ca âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Vâng, cho tôi quý vị, và anh đã để lại cho đời một cái gia tài rất là đồ sộ với những nhiều sáng tác khác nhau đến cho chúng ta. Đây là những cái bản tình ca, những cái bản tình ca muôn thuở, phải không ạ? Bất hủ còn mãi mãi theo thời gian, và qua những dòng nhạc đã để lại cho hậu thế một tình yêu thật là đẹp, thật là hoa mộng trên khung trời tự do. Và cho tôi quý vị, nhạc cảnh sau đây sẽ gửi đến quý vị để nói lên những cái tâm tư day dứt khi mà mình xa người yêu. Vâng, bản nhạc thứ nhất đó là Ai Nói Yêu Em Đêm Nay. Và hãy hát Hãy Trả Lời Em Đi Anh với ca sĩ Mỹ Huyền, và Đôi Ngả Đôi Ta Từ Nửa Vòng Trái Đất với Vũ Quang Vinh, và Con Đường Buồn Chung Thân với Bình Hai Lúa. Ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Xuân phấn nào diễn thơ ngày, ánh đèn nào bừng cơn say, lệ rơi nhiều hơn mưa lũ. Chân nào đưa giá rời, ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc, thương cho người một kiếp vô duyên. Rồi từng đêm qua biết bao tay người, nhiều lần son nhạt môi, cay đắng thêm trong đời. Tàn một đêm vui, bẽ bàng một mình em, nghe như trong lòng dòng tố đang cuốn xoay. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Khi bóng chiều phân son vai, dã rời cuộc đời buông tay, ai ai nói yêu em đêm nay. Rồi từng đêm qua biết bao tay người, nhiều lần son nhạt môi, cay đắng thêm trong đời. Tàn một đêm vui, dã rời một mình em, nghe như trong lòng dòng tố đang cuốn xoay. Đầu phân son vai, dã rời cuộc đời buông tay, ai nói yêu em đêm nay. Khi bóng chiều phân son vai, dã rời cuộc đời buông tay, ai nói yêu em đêm nay.
lời em đi anh. Sao anh không nói, sao anh lại buồn? Sao không lên tiếng cho vời đau thương, cho đêm trường mình mang thêm cay đắng. Hãy trả lời em đi anh. Sao anh hay hát những câu nhạc sầu cho em khao khóc, cho dài đêm thâu, cho duyên đầu nhiều đêm nghe thương đau. Xóa đi trời băng giá, nhớ trả lời em nghe anh. Cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh, lúc chỉ còn mình em trong tim anh. Hãy trả lời em đi anh, nhớ trả lời em nghe anh. Cho em tìm vào tim anh, lắng nghe từng hơi thở, đốt tan sầu xưa, xóa đi trời băng giá, nhớ trả lời em nghe anh. Cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh, lúc chỉ còn trong tim anh. Cho tôi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh, lúc chỉ còn mình em trong tim. Đêm trăng sáng thương về ngập lòng, đại dương nương sóng, mình anh riêng bóng xa xôi mịt mù, bồi hồi nhớ mong. Dẫu cho người ra đi, năm xưa đã dặn lòng quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vẫn vương. Những đêm trăng vàng tình cờ xuôi ngang lều vải, xin nhớ thương vài giây. Ngày xa xưa ấy thương thì thật nhiều, nhiều như biển cát, nhiều hơn nước mắt. Những đêm hẹn hò giận hơn dưới trăng,
dấu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, tím sông hồ chót mang, quê hương tình vẫn vương. Nên đêm trăng vàng dẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ từ. Ngày đó đôi ta thường hẹn hò, mà nay chẳng bâng khuâng thêm vắng. Em ơi anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bằng hoàng nghìn đêm mơ chân biết lòng bơ vơ. Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách duyên tình thành mộng, vào đêm trăng sáng gần nhau thu ngắn, nên ân tình dài dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thần đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Ngày đó đôi ta thường hẹn hò, mà nay chẳng bâng khuâng thêm vắng. Em ơi anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nghìn đêm mơ chợt biết lòng bơ vơ. Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách duyên tình thành mộng, vào đêm trăng sáng gần nhau thu ngắn, nên ân tình dài dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy, hôm nay mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Vòng trái đất khi cuộc tình đã mất, khi tuổi buồn đã gần, em yêu ơi. Trên chuyến xe đò già trên đường về kỷ niệm, em ơi em có biết đau thương còn mấy kiếp. Từ nửa vòng trái đất khi cuộc tình đã mất, khi tuổi buồn đã hờn, anh yêu em. Bên phía kia biển rộng, nghe một ngày nắng hồng. Em ơi em có nhớ, nghe một chuyện tình vu vơ. Em chuyện tình vu vơ của tuổi học trò ngây thơ, lúc anh còn rất trẻ, mang trong lòng nhiều ước mơ. Dĩ vãng một đời người,
làm sao bôi xóa trong ta. Hôm qua chợt nghe lại dòng hát cố nhân xa, em sẽ yêu anh trọn một đời. Ôi những mối duyên tình chậm chợt cút bắn khi lại gần, lỡ cùng đàn gãy nhịp tình từ thuở xa lắc đó. Đời còn lên sóng gió, em về mãi phương trời nào. Từ nửa vòng trái đất, con tàu định mệnh vẫn vô tình trôi mãi về vùng u minh hôn mê. Tóc đã pha sợi bà, đêm gầy hao nốt nhạc. Em ơi em có biết đau thương còn mấy kia. Trong cơn mưa mùa hạ, hình như có chút hương bay. Anh muốn em dừng lại, mặc cho thế giới đang xoay. Như sao trời, lúc anh chỉ cần nửa vòng quay trái đất, tìm về em chất ngất, ân tình cũ không hề phai. Trong cơn mưa mùa hạ, hình như có chút hương bay. Anh muốn em dừng lại, mặc cho trái đất đang xoay. Như sao trời, lúc anh chỉ cần nửa vòng quay trái đất, tìm về em chất ngất, ân tình cũ không hề phai. Tìm về em chất ngất, ân tình cũ không hề phai. Tìm về em chất ngất, ân tình cũ không hề phai. Gặp lại rồi cũng xa, thôi cho anh quay về con đường buồn hôm qua. Dừng ở gần ngõ hoa, hoa hôn trắng ngọt ngào. Thôi thôi anh xin chừa con đường tình trắng hoa. Thà đừng gặp lại nhau để thương tiếc thêm dài lâu. Cất dấu ở dĩ vang tròn thắm thiết môi tình sâu. Thà mình tưởng từ lâu người im kín đáy mộ sâu. Ôi tình đẹp biết bao. Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng biết giận hờn. Cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết phiền muộn. Một cơn giông giữa đời, một cơn mưa lắm lời, huyền tình đã khuất trôi. Dừng ở đầu ngã ba, một mình với ta. Em ơi anh rất cảm ơn tình thừa em cho. Và lần này nữa thôi, em yêu anh từ già. Thôi thôi anh xin chọn con đường buồn chung thân. Thà đừng gặp lại nhau để thương tiếc thêm dài lâu. Cất dấu ở dĩ vang tròn thắm thiết môi tình sâu. Thà mình tưởng từ lâu người ôm kín đáy mộ sâu. Ôi tình đẹp biết bao. Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết giận hờn. Cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết phiền muộn. Một cơn giông giữa đời, một cơn mưa lắm lời, thuyền
tình đã khuất trôi. Dừng ở đầu ngã ba, một mình với ta. Em ơi anh rất cảm ơn tình thừa em cho. Và lần này nữa thôi, em yêu anh từ già. Thôi, anh xin chọn con đường buồn chung thân. Thôi, anh xin chọn con đường buồn chung thân. Thôi, anh xin chừa con đường tình trăng hoa. Kính thưa quý vị đang cùng với tất cả anh em nghệ sĩ trong 18 năm để kỷ niệm dòng nhạc của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. 18 năm trôi qua mà những nhạc phẩm vẫn đông đầy kỷ niệm, vẫn giàu dạt tình cảm như ngày nào. Để gợi nhớ cho tất cả quý vị, đặc biệt là quý cô bác từng dẫm chân trên bốn vùng chiến thuật, hay Sài Gòn năm xưa, Đại lộ Thống Nhất, hay trên đường phố Duy Tân lá me bay, rồi những đêm một thoáng thanh bình không tiếng súng, người lính, người hùng của chiến trận miền Nam lại cùng với những em gái hậu phương tay trong tay với sự yêu thương nồng cháy. Và chúng tôi xin gửi đến cho quý vị những hoài niệm, những kỷ niệm của vòm trời Sài Gòn năm nào và những âm thanh xưa đang sống lại trong lòng những người Việt lưu vong xa xứ. Kính mời quý vị cùng với chúng tôi dành tràng pháo tay thật lớn để chào đón nữ hoàng kích động nhạc Carol Kim. Carol Kim xin kính chào quý vị. Và trong tuần này, mùa này là có mùa Mother Day, và Carol Kim xin chúc quý vị nào mà sinh nhật tháng 5 một sinh nhật rất là vui tươi và một Mother Day rất là hoàn hảo nha. Và yêu nhau và được gặp nhau và trong mùa đêm hôm nay rất là đặc biệt. Giờ Carol Kim sẽ gửi đến bài hát Một Đời Yêu Em. Chưa đặt tên cho một chuyện tình, cho mai sau đời đem giao đem bán, gom mây trời anh mai áo mới, tô nắng hồng cho má thêm tươi, ngắm sao trời thêm nhớ thiên thương. Em hứa yêu anh trọn một đời, dẫu cách xa nghìn đêm sương răng trắng, như mây trời anh đi xa vắng. Em muốn thành sao sáng yêu đương, soi lối đường theo bước chân. Anh ơi em suốt một đời, em hứa yêu anh suốt cả đời. Xa xôi đêm nào xuôi quân dừng chân, khi trăng rơi bên liều anh chợt nhớ đến em không. Em biết khi anh giận chuyện gì, nhân gian xa vời sao bằng tâm tôi, nên cho dù đôi khi bối rối, xin chớ nhạt câu hứa trên môi, anh em mình thương mãi nhau thôi. Và sau đây là tiếng đời của anh Trung Nghĩa. Quý vị xin giới thiệu một chàng trai tài trang và anh Mai Tiến Dũng. Thank you.
anh ơi, đêm rồi không gian lạnh căm, em say bên dương cầm, mơ hồ tiếng hát chung trên. Xin hiểu cho em mỗi một điều, yêu anh hơn trời, yêu mây xanh trắng. Sống ân tình sao đi không tơ, anh trách mình, em trách em thôi. Cây đắng nào lên cháy trên môi. Nhạc của Trần Thiên Thanh thì thôi khỏi nói. Và lâu lâu karaoke mới có được dịp hát. Và bài kế tiếp là mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm Tình Có Như Không. Tình như khi không mà có, tình là tình như lúc có như không. Tình xôn xao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mang mang như làn khói. Tình trôi mau như ngàn dân thiên bao, mỗi tình đầu vỡ ngỡ con mận du. Tình là tình như khi không mà có, tình là tình như lúc có như không. Chợt bùng lên như lửa nóng, rồi tình là một tiếng sét thênh không. Này em ơi, có phải lúc ta yêu, ta bùng về chơi với trong biển khơi? Này em ơi, em đẹp quá đi thôi, áo học trò trắng xóa trong hồn tôi. Kìa tình nào chờ em trong đường vắng, ốc kìa tình nào là những ngón tay đã. Thôi thì mình đành vĩnh mãi xa cho, lại một lần tình có đúng như không, lại một lần tình có đúng như không, lại một lần tình có đúng như không. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một đêm rất là vui nha. Quý vị cho nữ hoàng kích động nhạc karaoke một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Hay không ạ? À? Chỉ trẻ mãi không già, cần quẳng đi một thời gian cái chi về bên Việt Nam á, làm từ thiện cái có bà lão đó ở tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thấy Karen Kim về, ái mộ mà cũng chèo ghe chống gậy ra thành phố gặp cho bằng được thần tượng của mình. Cái bà lão vừa gặp chị Karen Kim, cái bà lão xưng má con ngọt xớt luôn. Bà lão nói trời ơi má thấy con má thương lắm Karen Kim, lâu quá con mới về bà con ai cũng nhớ con hết á. Cái bà lão xưng má con hồi cái thấy thân rồi đó. 5 phút sau bà lão mới nói vậy chứ má hỏi thiệt con năm nay con bao nhiêu tuổi rồi. Thì chị Karen Kim mới nói dạ năm nay con 70 tuổi rồi má. Cái bà nói vậy nói vậy con lớn hơn má 3 tuổi. Quý vị cười mà không vỗ tay sao kể tiếp à. Cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận thấy phần âm thanh rất là chuẩn của Alan Thuận. Ánh sáng của anh Thanh Nguyễn, camera có anh Quang Phan, Tommy và anh Thảo Nguyễn là director và anh Sơn Trần. Đây cũng là team của VSN TV cũ. Quý vị cho quý anh một tràng pháo tay thật lớn để ghi lại hình ảnh này và live stream. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, sở trường của ông là viết về tình ca, về tình yêu.
về đôi lứa, về những buồn thương khắc khoải, những nhớ mong khi xa nhau, những mối tình đôi khi chớm nở của những người mới yêu nhau. Và đặc biệt, ông có viết về những mối tình của những lứa tuổi ô mai. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số bài hát mang một màu xanh hy vọng, và nhạc sĩ còn đưa tình yêu lên tới đỉnh cao ở trên trời, vượt qua bầu trời, đi lên những tinh tú, những vì sao. Đó là những nốt nhạc của nhạc sĩ Trần Triện Thanh mà chúng ta mỗi khi hát lại, chúng ta lại trong lòng lại rung động, nhớ tới một người nhạc sĩ tài hoa ngày hôm nay không còn ở với chúng ta nữa. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc nhạc của Trần Triện Thanh với ba bài hát. Bài thứ nhất là Chuyện Hẹn Hò với ca sĩ Lưu Việt Hùng. Bài thứ hai là Cho Anh Xin Số Nhà, song ca Lưu Việt Hùng và Mỹ Hạnh. Và bài thứ ba là Bài Yêu với ca sĩ Mỹ Hạnh. Xin mời quý vị thưởng thức liên khúc ca nhạc Trần Triện Thanh sau đây. Chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sầu, em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm giai nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vùng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không, biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay, em cứ quên hẹn hoài, anh cứ quên chờ. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm giai nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụt về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không, yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay, nam cứ quên hẹn hoài, trang cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nam cứ quên hẹn hoài. Thế mới đau, quá là đau luôn phải không ạ? Nàng cứ quên hẹn hoài,
mà chàng cứ quen chờ ai. Em ơi, cho anh làm quen được không? Trời ơi, chảnh dữ vậy trời. Cho anh xin số nhà, cho anh xin đến mình để tình đâu. Em xin ngất xin hơn mây. Cho anh xin biết tên đường này cô em xin mắt thần hồng. Làn da xinh, màu da rám nắng. Xin cho anh giới thiệu tuyệt tiêu. Anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Xin cho anh biết nhà và xin cho anh biết tên đường và xin cho anh biết tên em luôn. Anh sẽ đến thăm em dù nắng hay dù mưa. Anh sẽ đến thăm em dù sớm hay dù trưa. Rồi anh nói em nhé trên ba ba ngày xưa bằng một số ca dao tình yêu thật dễ thương. Xin cho anh xấu nhà dù đừng quanh quanh có khó tìm thì đừng quên đêm đêm tết xa xa lạ. Cho anh biết tên đường ngoài ô hay con phố gần để lòng anh cũng như mùa xuân mới tới. Anh không ưng lắm lời tại em tim anh rối bời. Và tại em vì tình yêu bao giờ tới. Xin anh xin số nhà và xin cho anh biết tên đường và xin cho anh biết tên em luôn. Anh sẽ đến thăm em dù nắng hay dù mưa. Anh sẽ đến thăm em dù sớm hay dù trưa. Rồi anh nói em nghe trên má ba ngày xưa bằng một số ca dao tình yêu thật dễ thương. Cho anh xin số nhà dù quanh có hay khó tìm niềm quen thăm em có ra bao nhiêu. Cho anh xin biết tên đường cho anh ô hay con đường để lòng anh như mùa xuân mới đến. Anh xin giới thiệu để tiền tiêu anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Xin cho anh biết nhà và xin cho anh biết tên đường và xin cho anh biết tên em luôn. Xin cho anh biết nhà và xin cho anh biết tên đường và xin cho anh số telephone. Trời ơi gái Mỹ đẹp quá quý vị ơi. Nghĩa được tình yêu, lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Yêu như khung trời bao la, yêu trông như dòng suối vắng, hay yêu làm nên cây đắng ngát nụ hoa vàng. Biết rằng mình yêu đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều. Anh ơi đêm nào vắng gió cô đơn tâm hồn mơ ngó nhớ hỏi lòng mình thức hay mơ. Yêu phải chăng giấc mộng thơ tìm không thấy nhưng không xóa. Yêu phải chăng là hương thơm ngàn đời còn mang trái đôi hồn hoa. Ai đâu hay đường biết được tình yêu, sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều. Anh ơi khi mùa đông qua cô đơn tâm hồn mơ ngon
nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu. Vâng, Mỹ Hạnh xin cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị. Phải chăng là hương giấc ngàn đời còn mơ trái đôi hồn hoa, ai đâu hay được biết được tình yêu, sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều. Anh ơi khi mùa đông qua cô đơn tâm hồn mơ ngó, hãy hỏi lòng phải chăng vừa yêu. Yêu là mộng mơ, yêu là xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và chúc quý vị một đêm thưởng thức nhạc thật tuyệt vời. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh 18 năm thì em phải lôi chị Mỹ Lan ra đây để hỏi coi chị ở với anh Nhật Trường làm overtime nhiều quá sao ông đi sớm dữ chị. Quý vị có muốn nghe không ạ? Cảm ơn quý vị. Thì quý vị mối tình của chị Mỹ Lan và cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh bắt đầu từ năm 1993 và từ đó anh cho ra đời những bản tình ca mà hầu như tất cả quý khán thính giả khi mà nghe nhạc phẩm đó đều cảm thấy nhịp đập trái tim của mình cho cái mối tình yêu đương khi mà mới qua Mỹ. Bây giờ để chị Mỹ Lan kể lại cái cuộc tình với anh Nhật Trường vào năm 1993 đến với tất cả quý vị. Tự nhiên hỏi tới đây sao tự nhiên cái không khí nó lạnh lắm, nằm như ảnh về hay sao á. Chị phải nói thiệt nha. Ok. Thì thành ra cái chuyện tình của Mỹ Lan thì hầu như đây á, tất cả là toàn là bà con, cô, bác, anh chị quen biết không à. Người ta biết hết trơn hết trội rồi. À, nhưng mà chắc là phải kể cho mấy các mọi người ở xa nghe thôi. Yeah. Nhưng mà thật sự ra nói tóm lại đi. Cái gì cũng vậy, phải có tình, phải có duyên thì mới có nợ. Thì khi mà Mỹ Lan đến anh Nhật Trường cũng rất là nhẹ nhàng trong một cái bài hát mà một lát nữa đây khi mà Mỹ Lan và nam ca sĩ Trung Thị Lưu thực hiện thì quý vị sẽ biết được rằng là tại sao mà Mỹ Lan và anh Nhật Trường đến với nhau. Thì trên một em tưởng tượng đi nha. Yeah. Nhưng đó tóm tắt anh Nhật Trường anh tỏ tình bằng gì thôi quý vị. Khi mà anh là một người nhạc sĩ thì một người nhạc sĩ thì tỏ tình bằng gì? Tỏ tình bằng nhạc. Thì chứ sao? Thì đó. Chứ mấy ông võ sĩ là tỏ tình bằng những cái cú đấm không à? Không phải như những người nhạc sĩ tỏ tình mà. Đặc biệt là nhạc sĩ Nhật Trường rất khéo dùng từ trong những melody và mệ tình ca nữa. Cho nên lúc đó là nghe đồn là chị Mỹ Lan là chết mê, chết mệt. Nhưng mà phải nói một điều là chị có ghen trong lúc đó không? Tại vì ảnh quá đào hoa, từ trong nước ra đến hải ngoại, hàng triệu trái tim đang hướng về ảnh của những cô thiếu nữ. Thật ra rằng là khi mà Mỹ Lan biết anh Nhật Trường chỉ là sau năm 1975, lúc đó Mỹ Lan còn nhỏ mà. Yeah. Đâu biết Trần Thiên Thanh là ai. Thì lúc cũng chưa có đi hát, làm sao mình biết được Nhật Trường. Nhưng mà lúc mà sau này thập niên 80 thì Mỹ Lan đi hát thì lúc đó mới biết anh Nhật Trường. Thì anh em hát chung một sân khấu vậy thôi, không có một cái ý nghĩa gì hết trơn nha, thật tình đó nha. Ồ vậy đó. Chẳng hạn đi, xuống giờ chưa có chị rung cảm mình, hả? Chị em mình đang đứng sân khấu, ai biết được 10 năm sau, 20 năm sau ai đó, hai đứa mình có gì rồi sao? Trời ơi. Trời ơi, quý vị thấy sao ạ? Không không, nói như vậy, ví dụ như vậy để quý vị biết rằng là cuộc tình của Mỹ Lan, anh Nhật Trường tự nhiên nó đến, đúng không anh chị?
Nhiều khi mình đứng đây mình gặp nhau, mình không biết được là trong tương lai mình có duyên có nợ hay không. Thì mấy chục năm sau tự nhiên đi qua Mỹ, 93 ảnh từ Việt Nam qua, 93 Mỹ Lan từ Canada qua, tự nhiên hai đứa từ hai bên phương trời gặp nhau đây, xong tự nhiên dính luôn. Bây giờ cái bài nhạc tình ca nào mà chị có nhiều kỷ niệm đối với ảnh mà muốn chia sẻ với quý vị trong lần kỷ niệm 18 năm anh được trường rời xa khán giả? Vâng, thưa quý vị, thấm thoát đã 18 năm trôi qua. Quý vị nhớ lúc đó bé Chí còn mới có 3 tuổi, em nhớ không? Bây giờ bắt chút xíu nữa quý vị thấy nó lớn, cao hơn Mỹ Lan nữa, 21 tuổi rồi. 18 năm trôi qua thì những cái gì nó đã qua rồi, nhưng mà những kỷ niệm vẫn còn đó, vẫn còn mãi trong lòng, đúng không ạ? Huống chi quý vị thương mến dòng nhạc Trần Thiện Thanh như vậy, làm sao mà quý vị còn không quên được anh? Huống chi Mỹ Lan sống với anh 12 năm. Em nói lúc nãy rằng là chị có ghen hay không? Thật sự đúng nha rồi. Cái dĩ vãng gì đó Mỹ Lan không bao giờ nghĩ đến. Mỹ Lan chỉ biết cái hiện tại. Mỹ Lan chỉ biết rằng là 12 năm khi anh đến với Mỹ Lan, lúc đó anh 51 tuổi, Mỹ Lan 32 tuổi ha. Thì anh một lòng một dạ. Tới lúc mà anh, khi mà anh sắp sửa qua đời, anh có nói Mỹ Lan một câu thôi. Thì Mỹ Lan đó là cái chân tình mà cho tới ngày hôm nay, mỗi năm Mỹ Lan vẫn nhớ đến anh. Mỹ Lan thực hiện những chương trình này cho con, cho gia đình và cho tất cả những bạn bè. Anh bảo rằng là 12 năm tôi sống với bà chung thủy. Thì em nghĩ đi, một người sắp mất nhưng mà anh đã nói lên cái điều đó. Và Mỹ Lan biết rằng là đó là cái tấm chân tình. Anh sống với Mỹ Lan 12 năm chung thủy. Và Mỹ Lan cũng vậy, phải không quý vị? Và em biết là có hai bản tình ca mà đông đầy những kỷ niệm. Ngày hôm nay chị muốn gửi đến như một lời để nhớ về dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, và muốn chia sẻ cái tình yêu của anh đối với chị thuở sinh tiền. Nhạc phẩm với tựa đề là... Vâng, quý vị muốn biết tình yêu của anh Nhật Trường dành cho Mỹ Lan như thế nào thì sẽ được thể hiện qua hai tác phẩm. Khi mà anh vừa mới quen Mỹ Lan thì anh đã sáng tác nhạc phẩm Chuyện Không Ai Cấm, và tác phẩm thứ nhì đó là Nhớ. Lúc đó Mỹ chị đang ở dưới Los, còn anh ở đây. Thành ra chắc là nhớ quá, viết bài này, viết xong bài này, xong tự nhiên Mỹ Lan từ Los dọn về ở chung luôn tới giờ luôn. Và bây giờ kính mời tất cả quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay, và đặc biệt là quý khán thính giả đang hướng về màn ảnh của livestream trong lần kỷ niệm 18 năm dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, và đọc lại hồi ký của người nhạc sĩ tài hoa và nữ ca sĩ Mỹ Lan. Kính mời quý vị dành tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta cùng đến với hồi nhật ký này. Cảm ơn quý vị. Vâng, với tiếng hát Trung Tự Lưu và Mỹ Lan. Nhớ khi em chưa về, anh đã nhớ. Và nhớ ngày chung nụ hôn mình tiễn nhau. Nhớ ơi là nhớ, thức giấc bên khung cửa màu hồng, kêu tên em chục lần rồi chẳng thấy ai thương. Gọi tên em lần nữa, Chúa ơi, nhớ sao là nhớ những người yêu. Em như ly cà phê đắng không viên đường tan, em như một chai cắm ngon trên đĩa đa. Em ơi anh yêu em không tên nguyện, không dò tìm, và yêu em thật nhiều. Em như muôi vườn xinh xắn thơm hương hoàng hôn, anh như chàng lữ khách cô đơn trong chiều buông. Khách bỗng vui rồi khi in chân trên cỏ mềm, để cho em bàng hoàng, để chợt anh ngất ngây trong niềm nhớ. Chúng ta đã hẹn nhau kiếp trước, và nhớ như ta vừa hẹn nhau kiếp sau. Tình đau có
em im lặng một mình, chờ yêu thương thành hình, hình bóng chính em thôi. Một nỗi đau khổ mới, Chúa ơi, xin giúp con gợi nhớ dòng tình trôi. Nhớ khi em chưa về, anh đã nhớ và nhớ ngay trong nụ hôn mình tiễn nhau. Một chai cấm ngon trên đĩa đá. Em ơi, anh yêu em không căn nguyên không giờ tìm, và yêu em thật mềm. Em như môi vườn xinh xắn thơm hương hoàng hôn, anh như chàng lữ khách cô đơn trong chiều buông. Khách bỗng vui rồi khi im chân mềm, để cho em bàng hoàng, để trượt anh ngất ngây trong niềm nhớ. Đôi ta đã hẹn nhau kiếp trước, và yêu như ta vừa hẹn nhau kiếp sau. Nhớ cơn tình đau, cho yêu đương thành hình, hình bóng chúng em thôi. Một nỗi đau khổ mới, Chúa ơi, xin giúp con gợi nhớ dòng tình trôi. Chúa ơi, xin giúp con gợi nhớ. Dòng tình thank you, Trung Tử Lưu. Cảm ơn quý vị và xin quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc hôm nay rất là hay. Đó là Mai Trí Dũng và anh Trung Nghĩa. Mười ngón tay vàng. Rồi, Lưu ơi, bây giờ Lưu giả làm Nhật Trường nghe. Thì nãy giờ tôi giả làm Nhật Trường chứ tôi giả làm ai? Thì bây giờ hát chung với tôi nè. Chưa bao giờ thấy có một đêm mà có 10 Nhật Trường. Quỷ này nè, khi Mỹ Lan nói là bữa nay Lưu làm Nhật Trường hát với Mỹ Lan nha nấy, thì tôi thấy bài hát cũng nhiều người lắm. Thôi, bây giờ chúng ta gửi đến một nhạc phẩm rất là tươi vui khi mà Mỹ Lan và anh Nhật Trường trở về quận Cam để chuẩn bị cho cái chương trình Nhạc hội Nhật Trường lần đầu tiên tổ chức tại Hoa Kỳ. Thì anh đã sáng tác nhạc phẩm này để cho Mỹ Lan và anh Nhật Trường hát chung với nhau. Rồi bây giờ mời quý vị cùng nghe Trung Tử Lưu và Mỹ Lan gửi đến quý vị Chuyện Không Ai Cấm. Chuyện không ai cấm, chuyện tình yêu, trái đất từ môi xa mù. Chuyện không ai cấm, chuyện tình yêu, chuyện cũ mặt trăng thăm còn như mơ. Bởi không ai cấm chuyện tình yêu, chuyện vẫn lang thang trong mọi phía tơ hồ. Làm sao tôi cấm được nụ hôn bỗng rớt lên em trong đêm hè. Anh ơi cho em hỏi anh một câu nhé. Em tin tôi đi, tim tôi còn rất bé. Từ những nhớ nhung trong đêm ngập ngầm, cùng những giấc mơ xinh ngăn trời hồng. Tại ai em biết không? Em ơi cho anh xin hỏi em một câu nha. Hỏi gì? Em yêu anh chưa? Em không thèm yêu nữa. Dù có biết tha yêu thương ngập lòng, dù có xuân sang trong đêm nào hồng,
dù sao tôi vẫn yêu em. Thì tôi không cấm chuyện hẹn nhau. Buổi sáng buổi tối hay một buổi mưa dầu, dù tôi không cấm một lần thôi, để nhớ để yêu để ghen một đời. Tôi vẫn yêu em. Vì tôi không cấm mình hẹn nhau. Buổi sáng buổi tối hay một buổi mưa xa, và tôi không cấm một lần đầu, để nhớ để yêu để ghen một đời. Và tôi không cấm một lần thôi, để nhớ để yêu để ghen một đời. Wow, quý vị nghe không? Để nhớ, để yêu, để ghen một đời. Mà thiệt nha, hồi đó Mỹ Lan không biết anh ghen vậy nữa nha. Mỹ Lan kể câu chuyện quý vị nghe. Nếu mà Mỹ Lan biết mà anh yêu mà ghen như vậy là không biết Mỹ Lan có dám yêu ảnh không? Tại vì mới quen Mỹ Lan mà đã nói vậy mà thiệt anh ghen rất là ghen. Nhưng mà tại vì Mỹ Lan nghĩ rằng là cái ghen đó mà khi mình thương mình mới ghen, phải mấy chị? Đúng không? Nếu mà không thương là không biết ghen, đúng không? Thật ra chấp nhận luôn. Chấp nhận luôn 12 năm. Dạ em ha. Sao ghen được? Tại 12 năm anh chung thủy sao ghen phải mấy chị? Nếu mà anh chung thủy sao mình ghen được? Còn nếu mà mấy anh mà có gì mà không chung thủy mới không ghen. Thật ra quý vị ơi, đợi chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Mỹ Lan nói trước nha, chương trình mình còn rất là nhiều những tiếng ca. Quý vị đừng có đi về, hãy ở lại. Thì vì nhạc của Nhật Trường là nhạc tình, nhạc lính, nhạc quê hương. Nãy giờ chúng ta mới nghe nhạc tình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nghe nhạc quê hương và chuẩn bị nghe những nhạc lính, những cái bài ca, ngợi ca người lính và vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Rất là nhiều tiếng hát. Nãy giờ nữ danh ca Thanh Lan chưa xuất hiện nè, đúng không? Rồi nữ ca sĩ Bích Vân, còn nhiều ca sĩ là Nguyễn Tiến Dũng nè, Mai Khiên, Lệ Phương. Rất là nhiều những giọng ca chưa xuất hiện. Quý vị hãy ở lại để mà đón xem chương trình của Mỹ Lan cùng với anh chị em nghệ sĩ đã tốn rất là nhiều công sức để hát cho quý vị nghe. Rồi bây giờ chúng ta cùng tiếp nối chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình 18 năm kỷ niệm dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiên Thanh. Và một khía cạnh làm cho quý khán thính giả cảm động vì tình yêu đôi lứa trong dòng nhạc của ông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang trang để nói về vòm trời Sài Gòn thời chinh chiến trước năm 1975. Với bom nổ tăng gầm pháo xé không gian, những đoàn quân vẫn chiến đấu miệt mài anh dũng cho đến khi miền Nam bất tử. Sau hơn 40 năm trôi qua, có những người chưa biết hay có những ký ức đã phai mờ. Ai người đã vào địa ngục Khe Sanh, ai đổi máu lấy từng tấc đất, ai dựng cờ trên cổ thành Quảng Trị, ai dừng chân bên trấn Nít Lương. Đêm mơ về Sài Gòn hoa lệ, ai người biên trấn Tây Nguyên, rồi Ben Hét, Tân Cảnh, Đác Tô, Lệ Khánh, Chu Phao, ai giữ cho An Lộc qua cơn bão lửa. Những chiến tích lẫy lừng, những trận đánh để đời hay những mối tình giữa thời ly loạn, tất cả đều được ghi lại. Những người tướng lãnh của thời quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn trân quý hình ảnh bay bổng trong dòng nhạc Đồ Rê Mi Pha Son của ông. Và bây giờ Đỗ Thanh xin kính mời quý vị cùng hồi tưởng lại một nhạc phẩm
rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, Chân Trời Tím, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Vân. Xin cảm ơn quý vị. Bích Vân xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và kính chúc quý vị một buổi tối thật là vui và nghe lại những dòng nhạc thật ý nghĩa này của cố nhạc sĩ Nhật Trường. Bích Vân thật sự rất là vinh dự được góp tiếng hát của mình trong chương trình ngày hôm nay. Và xin quý vị cùng lắng động với Bích Vân trong tác phẩm Chiều Chân Trời Tím. Xin cảm ơn quý vị. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím, nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn.
Xin kính chào quý vị, con tên là Kira Minh Vi. Con tên là Ethan Trần. Sau đây hai con sẽ hát bài Không bao giờ ngăn cách của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Không bao giờ dù mùa hè tuyết rơi.
Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một nhạc sĩ của tình yêu. Người ta gọi ông là nhạc sĩ tình yêu. Bởi vì những dòng nhạc của ông tuy rằng là giản dị, mộc mạc nhưng đi vào trái tim của những người yêu nhạc lính ngày xưa. Sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị nghe hai dòng nhạc khác biệt trong cái gia tài nhạc để lại cho thế hệ mai sau của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Trước hết, hai bản nhạc về tình yêu muốn nói lên những điều nói của những người yêu, nói với người yêu, những lời thủ thỉ yêu đương, những khi gần nhau, những khi xa cách, những nhau xa vắng, những nhung nhớ, những khắc khoải, những đợi chờ đã thể hiện trong những dòng nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà mấy chục năm qua chúng ta vẫn còn nhớ và chúng ta vẫn hát. Và một cái giai thoại về Nhật Trường có lẽ nhiều quý vị cũng không biết, là ông từ bé ông đã có một sự say mê về âm nhạc và ông là một người thích ca hát lắm. Nhưng mà trong gia đình thì một gia đình nề nếp vẫn mong muốn ông là học hành tới nơi tới chốn, cho nên ông không thể hát được. Và chính vì thế ông chờ đến ban đêm khi gia đình bố mẹ ngủ hết thì ông mới cất tiếng hát, và tiếng hát của ông là tuyệt vời. Bởi thế khi lớn lên và khi thành tài, khi ra hát trước công chúng, đứng trên sân khấu, xuất hiện trên các đài truyền hình, ông lấy tên là Nhật Trường, có nghĩa là một ngày rất là dài, phải chờ suốt một ngày dài đến đêm mới được hát. Đấy là tấm lòng của người ca sĩ mê nhạc, và từ đó ông sáng tác với tất cả cái tâm hồn của mình, và cái trái tim của ông đã đụng chạm tới cái cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi mời quý vị nghe hai bài hát với dòng nhạc đầu tiên của ông, một dòng nhạc nói về những tình yêu, và sau đó chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một dòng nhạc thứ nhì, một dòng nhạc rất lạ lùng của Nhật Trường Trần Thiện Thanh, đó là một dòng nhạc đau đớn, cay đắng, xót xa của những người đã phải ở lại quê hương sau khi quê hương đã mất 1975. Chúng ta biết rằng quê ông ở Phan Thiết, và đã từ lâu ông không còn trở về quê nữa. Nhưng sau năm 1975, ông đã trở về quê của mình ở Phan Thiết trong cái niềm cay đắng, bởi vì lúc bây giờ thân phụ của ông đã đang ở trong trại tập trung cải tạo của Cộng sản, và ông đã về quê hương khi quê hương đã mất. Đó là tâm sự của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh trong Tôi và Dĩ Vãng. Bản thứ nhì cũng đặc biệt mà chúng tôi gửi đến quý vị, đó là Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử là một bài hát mà có lẽ chúng ta ít người không biết rằng nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác khi ông mới có 14 tuổi. 14 tuổi ông đã sáng tác một bài hát mà sau này ở Sài Gòn đã một là trong bài hát thịnh hành nhất và được hát nhiều nhất trên các đài phát thanh ở tại Sài Gòn ngày xưa, trên đài phát thanh quân đội cũng như là của Sài Gòn. Sau đây kính mời quý vị nghe 4 bài hát: 7 ngày đợi mong và khi người yêu tới khóc với song ca Khánh Hoàng và Diệp Thanh Thanh, và Tôi và Dĩ Vãng với Khánh Hoàng, và Hàn Mặc Tử với một tiếng hát rất mới và rất là được mến chuộng, đó là Lệ Phương. Kính mời quý vị theo dõi hai dòng nhạc khác của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Nhau lúc
chơi, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi sao, sao bóng anh chẳng thấy. Rồi nhẹ đôi gót hai chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Sáng chiều nhật trời trắng, nhưng trong lòng dâng sóng chẳng thấy bóng anh xa. Nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư xa. Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi. Thanh Thanh, Thanh ơi, anh xin lỗi, anh đến trễ nha. Xin lỗi em, nãy em chờ lâu không? Nãy giờ em đi đâu mà giờ mới tới? Trời ơi, nãy giờ anh đi á, tự nhiên cái gì mà tới trễ vậy? Tại vì anh bị hết xăng. Thôi đừng có xạo. Đi Tesla mà hết xăng. Không phải, anh hết điện. Thiệt không đó? Thiệt, cho nên hết điện không có lên nổi. Dạ. Cho anh xin lỗi lần nha. Hả? Anh điện thôi, đi về làm gì đây?
Thôi bây giờ cho anh xin lỗi đi rồi rồi anh xin đền lại cho em được không? Dạ. Nhớ hứa với anh đừng khóc nghe chưa? Được không? Quý vị biết không, người yêu Khánh Hoàng mà khóc á thì trời mưa cũng nhăn sầu luôn quý vị. Cho nên Khánh Hoàng rất sợ người yêu của mình khóc. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn thiu. Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên vùng ngàn. Cây đắng rơi thành giọt lệ rơi, anh niềm đau đến buồn từng chiều lặng yên nhìn mưa bao.
Nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh, sau 20 năm xa cách, anh đã có dịp trở về Phan Thiết. Cảnh cũ vẫn còn, nhưng người xưa không còn nữa. Và anh đã viết nên bài hát Tôi và Dĩ Vạn. Tôi lại tìm em lâu nước xưa cứ ngóng mãi khơi xa, vẫn cánh bướm trắng xưa buồn quanh năm hát mãi giọng mong chờ, vẫn cánh bướm trắng xa lẻ loi trên lớp sóng đụt sắc mây. Ôi một lần đi 20 năm trời trước, mình tưởng đâu sẽ ngàn đời không về. Ngày nào hẹn dưới trăng sương mượt mối duyên tơ, lầu ông hoàng đứng chờ nhớ hay quên những ước hẹn chưa nhòe. Chùm cánh bướm tiễn du mắt ai xưa ấp úng chú hiên ngựa, giấc mộng mị tôi đi giữa trăng và cát, rất lạ lùng tôi không giữa đêm trăng. Chuông giáo đường cạnh nhà tôi con đó sao, lạc đạo ơi tâm mãi đến phương nào, tia chớp biển nào làm mẹ tôi sao xuyến, để cha tôi tóc bóng trắng rừng rừng. Tôi trở về nhà tôi vắng im, tôi khét gọi nhà tôi ngủ thinh, có ai hay bước 30 biển biển vịt mùa núi cao đồi nhô, trở lại trường xưa cạnh bến sông có lắm lúc mưa rông, chiều trốn học chú mưa lá thư yêu viết lên ngoài hiên chờ, chiều nước lặn đáy sông mượn má ơi em có thức trong trăng. Tôi lạc lòng tôi nghe giữa tôi và dì vang, tớ muộn phiền đàn tin đến muôn biển. Tôi lạc lộng tôi nghe giữa tôi và dì vang, tớ buồn phiền đàn tin đến vô biên. Đường lên dốc đá
chiều nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời dương, lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ chờ người tìm về nửa đêm đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần cho chàng cuộc sống bế nhân, tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tơ duyên chưa thấm lòng đã vội tàn, hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương. Con rất nhiều. Và bây giờ là phần độc tấu hài của nghệ sĩ hài Trần Thiện. Xin kính mời quý vị dành tràng pháo tay thật lớn ạ. Thấy chưa, tôi biết luôn á.
người ta giới thiệu, đây Đỗ Thanh, wow, hay lắm đó nha. Đây La Thụy Tân, wow, vui lắm đó nha. Đây Trần Thiện, thằng nào vậy? Không biết luôn á. Đó, tại sao mà ai đi ca, đi hát, đi văn nghệ cũng nổi tiếng, có mình tôi thì sao không nổi tiếng? Thiện suy nghĩ hoài ha. Cái mùa dịch vừa rồi là Thiện bế môn tỏa cản, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nằm ở trong nhà, coi phim không thôi, mới nghiệm ra được một điều. Thiện không nổi tiếng là tại vì nhà Thiện nghèo, bố mẹ Thiện đông. Không đúng, không đúng hả? Để em giải thích cho chị nghe nghe. Có phải là chị được sinh ra là có một bố một mẹ đúng không? Đúng, tôi cũng vậy. Rồi cái tôi lấy vợ, cái tôi chấp nhận bố mẹ vợ là bố mẹ của tôi. Có phải bố mẹ lên bốn người không? Bắt đầu đông rồi đó. Rồi cái bình thường này không nói gì, nhẹ bước sang ngang cái nữa, có phải lực lượng bố mẹ lên sáu người không? Bước một lần là thêm hai người, bước hai lần là thêm bốn người. Quá xá đông luôn. Bởi vì Thiện nhà Thiện nghèo, bố mẹ Thiện đông. Chịu chưa? Đà đà. Ba Thiện đạp chích lô, chở mẹ Thiện đi bán hột phoàn không à. Tối về nhà hai ông bà tiết kiệm điện, thắp cái đèn dầu chút xíu nè, đếm tiền sợ người ta thấy. Nhưng mà đó chỉ là lý do gia cảnh thôi. Mình đâu có thể nào đem một cái lý do gia cảnh ra để mình bào chữa cho cái sự không nổi tiếng của mình, đúng không? Thiện mới suy nghĩ nữa thì Thiện thấy là sở dĩ mà Thiện không được nổi tiếng là tại vì cái tên của Thiện nghe nó không có kêu. Tên của người ta nghe kêu, thấy không? Hey, Diệt Thảo, lên không? À, Tuấn Du, Du, lên không? À, cái tên cái mày dấu chắc là nó lên liền. Tên của Thiện á, Trần Thiện. Nó xuống tới tận cùng bằng số luôn, làm sao mà nổi tiếng được. Đó. Bởi vậy cho nên á, nếu muốn nổi tiếng như các anh chị em nghệ sĩ khác là Thiện phải đổi tên. Bây giờ đổi tên gì đây? À, nếu mà là nữ á, Thiện thấy á, là cứ bắt đầu bằng chữ Thanh là nổi tiếng, thấy không? Thanh Thúy, Thanh Lan, Thanh Nga, Thanh Thảo, Thanh Hoa. Hãy cứ Thanh mà nổi tiếng liền à. Thiện mà là nữ đó hả? Thiện lấy Thanh Toàn, dấu sắc mà, cho nó nổi tiếng phải không? Nhưng mà tiếc quá Thiện không phải là nữ, Thiện là nam. Vậy nam lấy cái tên gì cho nổi tiếng ta? À, Thiện thấy là có, Thiện nam hình như là có cái chữ Tuấn vô là nổi tiếng phải không? À, có một ca sĩ nổi tiếng lắm, để Thiện hát cho quý vị biết ai liền. Đáng lý là hôm nay chương trình có mặt đó, nhưng mà bị kẹt công chuyện. À, có Tuấn Vũ nổi tiếng phải không? À, nhưng mà Thiện hát bài này là quý vị biết nè. Tìm sớm đậu hũ xào, mình ăn rau muống tương chao thì đỡ hào. Ta ăn cháo thêm chút dầu hào, trà bi đao bánh bao ngon biết là bao. Ai Tuấn đẹp, đúng rồi. Anh giỏi thiệt đó nha. Đó, nhưng mà cái đó là thời xưa. Cái tuần sau này á, là thường thường á, nam ca sĩ là phải có chữ Trường mới nổi tiếng. Hôm nay là mình đám giỗ 18 năm của ông Nhật Trường đã có chữ Trường chứ là nổi tiếng liền à. À, mà coi là giỗ 18 năm, quý vị mà đi cái buổi tiệc hôm nay bảo đảm quý vị về đánh bài thắng, đi Las Vegas là ẩm bạc về. Tại sao 18 8 với 1 là 9 nút. Chắc ăn như bắp luôn, phải không? Thiện thấy đó quý vị, đó Đan Trường nổi tiếng không? Nổi tiếng không? Rồi Lam Trường, phải không? Duy Trường, phải không? Hay mà có chữ Trường là nổi tiếng liền. Thiện mà kỳ này chắc phải đổi tên, mà mấy cái tên này hay người ta lấy hết rồi. Rồi thôi mình lấy Dồi Trường. Vừa ăn ngon mà vừa nổi tiếng, phải không? À, nhưng mà kẹt á, cái điều này Thiện thấy là hình như là bên Trung tâm Thúy Nga đang chuẩn bị để mà làm một cái show mà vinh danh ông nhạc sĩ là Từ Công Phụng. Hồi trước kia Thiện cũng thắc mắc tại sao ông Nhật Trường với ông Từ Công Phụng này sao không có làm xui giá nhau, là ít đi chung nhau. Thật ra là hai cái tên đó không có hợp.
Quý vị, kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị hai họ Từ Trần. Coi không được. Tiện nhớ hồi nãy có mấy em lên đây nói hát mà nói tiếng Việt. Mấy em giới thiệu bên tiếng Việt mà cái thế hệ này thì là mình có thể nói là thế hệ ngọng, tại vì nói tiếng Việt nó ngọng ngọng, tiếng Mỹ nó dành hơn tiếng Việt, cho nên là nói tiếng ngọng ngọng, đúng không? Nhưng mà cái dễ thương là cái chỗ ngọng đó, ít nhất là nó nói được tiếng Việt. Đó, Thiện rất là thích cái điều đó. Thiện cái bữa đó cái Thiện tới nhà của ông bạn của Thiện, cái tới giờ cơm cái ông kêu chó chết về ăn cơm, cái thì mới hỏi ông ủa sao mà bộ ông ghét con sao ông kêu nó chó chết vậy. Ông nói đâu có, tôi kêu tên nó mà. Nó tên gì chó chết? Nó tên là chó chết. Hỏi bà mới nói ông nói tiếng Anh không có rành, ông bị ngọng, chứ tên của nó là Joseph mà ông đọc thành chó chết về ăn cơm. Ai là trời. Kính thưa quý vị, cái chương trình quá dài mà quý vị còn ngồi ở đây cho tới giờ này thì thật là một cái sự hạnh phúc cho anh chị em truyền nghệ sĩ của chúng tôi. Hôm nay thì Thiện cũng xin ban tổ chức đã ra lệnh rồi. Cắt lại Thiện ơi, nói ít chút xíu, nhiều chuyện lắm. Cho nên là Thiện xin phép quý vị, hôm nay là giỗ của anh Nhật Trường. Xin mời quý vị, xin tặng quý vị một bài hát. Để cái bài này Thiện mới viết thôi. Xin mời ông nhạc sĩ lên sân khấu giùm tôi cái. Ông lánh tôi cái tung xe đi. Tung mi thứ, tung xe là đụng xe đó. Trời ơi. Xin cảm ơn quý vị. Nhạc phẩm này được mang tên là Cho Người Viết Lính Sử Ca. Tại vì ông Nhật Trường, ông viết, những người viết sử thì người ta viết về cái lịch sử của cái quốc gia. Còn những người mà, còn như ông Nhật Trường thì ông viết cái lịch sử của những người lính thôi. Đó, cho nên là Thiện tạm gọi là người viết lính sử ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vỗ tay giùm em cái đây. Xin cảm ơn nhiều. Tôi xin kể anh nghe chuyện một người nhạc sĩ chót mang tâm tư từ khi mới sinh ra đời. Nghe khe khẽ bên nôi mẹ hiền ru ơ hời, lời ru ngọt ngào tình quê hương khắc ghi. Bao chiến sĩ ra đi miệt mài trên tay súng, quyết đem thân trai đền nợ nước không quay về. Khi trên khắp quê hương còn in bóng quân thù, lòng anh dạt dào dòng sử ca bất tận. Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên đương. Nguyễn Ngọc Bích vì sao bắt đầu mũ đen, Nguyễn Đình Bảo người ở lại soạt ly, Nguyễn Mạnh Hùng hy sinh rừng lá thấp, nằm vì tương gọi tên anh là lính phá mây trời với lý tông ó đen. Này anh đã ra đi về miền xa miền viễn, hát lên vinh danh người nhạc sĩ không cùng. Vang của hát hôm nay dòng nhạc lính kiêu hùng, thầm mong một ngày về ôm đất quê hương. Anh không chết đâu anh, anh sống mãi trong tôi. Ừ.
Thank you, thank you. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ Trần Thiện Anh Chí và các bạn hữu với nhạc rock nhóm tên là Day Out Band. Xin kính mời quý vị dành tràng pháo tay cho nhóm nhạc của Trần Thiện Anh Chí và các bạn hữu. Xin cảm ơn quý vị. Trước khi là con muốn cảm ơn quý vị cũng trở lại, con cũng biết đang khuya, ai cũng muốn đi về, đi ngủ, thì con muốn cảm ơn quý vị ở đây coi chương trình của con. Thì bốn bài này là con về ban nhạc của con sáng tác. Thì trong 2 năm nay là con cũng đang chơi với ban nhạc của con Days Out. Thì con cũng biết là, you know, mấy câu chuyện mà mấy cô chú cũng nói con và mấy câu chuyện của mẹ cũng nói con. Thì con biết là ai cũng thương mến ba của con lắm. Thì con muốn cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Và con muốn đem cái thương mến đó qua bên đây, qua bên Mỹ. Là con cũng muốn là, you know, cái community của con ở đây, con cũng muốn làm giống ba trong Việt Nam. Thì con cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Con muốn introduce Max on drums, Jared on bass, this is hard for me. No one cares if only to see. Blood and sweat driving your soul. It's time to rise, time to take control. Can't wake up, can't get enough. Can't slow down, go take the crown. Set a blazer and dying a light. So rise again, there shall be a final fight. When you're at the end of the road and there's nothing you can do, don't be scared now, listen here. Nothing to fear but you. Pick up the pace and travel away. Make them know that you're here to stay. Hold the ground like it's meant to be. Don't lose the fire that's keeping you free. Can't wake up, can't get enough. Can't slow down, go take the crown. Set ablaze your dying light, so rise again, this shall be our final fight. When you're at the end of the road and there's nothing you can do, don't be scared now, listen here. Nothing to fear but you. Rise up now, take a shot. Show them that's not all you got. Rise up now, take a shot. Show them that's not all you got. Rise up now, take a shot. Show them that's not all you got. Rise up now, take a shot. Show them that's not all you got. Set ablaze your undying light, so shall be our final fight. When you're at the end of the road, nothing you can do. Don't be scared now, is it here? Nothing to fear but you. Set a blazer and dying light. You'll kill your fears tonight. Rise again, this shall be our final fight. When you're at the end of the road,
nothing left to do. Don't be scared now, listen here, nothing to fear by you. Grab your phone, tell your friends, make up stories and you can look at me with that stupid frown. Go trash my heart and break me down. Break me down. Break me down. Break me down. Every second I give to you is never enough. You take it all for granted to mess me up. That time I give to you isn't for free. You better listen now before I leave. So grab your phone, tell your friends, make up stories of me again. Look at me with that stupid frown. Go trash my heart and break me down. Break me down. Stupid lies, they break me down. I feel so much better with you not around. Sitting on your throne with your gilded crown. Go trash my heart and break me down. Break me down. Break me down. Break me down. Lost all alone.
my home. And I wait for a sign. But life keeps passing by, and I don't know what to do. This person I'm turned into, is there someone out there waiting for a lost boy coming through? And I wake up to the screaming of my silent surrounding. And I'm afraid, yes, I'm afraid that I can't take this journey. And I can't help but to feel lonely, even though I share this role. If home is where the heart is, and I don't know where to go. I'm lost all alone. No place to call my home. And I wait for a sign. But keeps passing by, and I don't know what to do. This person I've turned into, is there someone out there waiting for a lost boy coming through? This person I've turned into, is there someone out there waiting for a lost boy coming through? Con cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Con có một bài nữa, và cái bài này đã sẽ release trên Spotify, Apple Music, iTunes. Cái này là bài mới của ban nhạc của con, sẽ release tháng sau. Bài này gọi là Perfect. Boys, are you ready? Jay, you ready? Of course. Max, you ready? Was against me, can't help but feel uneasy. They try to go and change me. What is perfect? I'm so far from it. Think about it, own it.
there's a pressure on me. It's getting harder to breathe, and I can't understand the rules of reality. Now I'm waiting, now I'm hiding, now I'm singing away, and I can't bear the expectation you put on me. We're the main suspects, what's to say that's correct? And the world can never understand perfect. It's getting way too high now, losing vision of the ground, hoping that they'll come around. Now who am I to be the fallen me? I know what's best for me, stop telling me what's meant to be. There's a pressure on me, it's getting harder to breathe, and I can't understand the course of reality. Now I'm waiting, now I'm hiding, now I'm singing away, and I can't bear the expectation you put on me. We're the big suspect, what's to say that's correct? And the world, I try, and sometimes I lie. The cell in me quit messing around. They've got plenty to say to make me behave. Well, on and on I hear them again. No! There's a pressure on me, it's getting harder to breathe, and I can't understand the course of reality. Now I'm with it, now I'm not it. Now I'm singing away and I can't fail the expectation you put on me. We're the main suspects, what's to say that's correct? And the world can never understand perfect. There's a pressure on me, it's getting harder to breathe, and I can't understand the course of reality. Now I'm waiting, now I'm hiding, now I'm singing away and I can't fail the expectation you put on me. We're the main suspects, what to say that's current, and the world. Dạ, con cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Sau đây là hai bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Trước hết là bài Chiếc Áo Bà Ba và bài thứ hai là Tình Đẹp Hậu Giang. Bài Chiếc Áo Bà Ba là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ông đã sáng tác năm 1993. Và hôm nay sẽ được song ca bởi Mỹ Lan và Linh Vũ. Và bài thứ hai, Tình Đẹp Hậu Giang, còn có tên là Chiếc Áo Thơm Rơm. Bài hát này đã được phát hành trong DVD Trên Đỉnh Mùa Đông năm 1994 với song ca của Mỹ Lan và chính Nhật Trường. Ngày hôm nay bài hát sẽ được tái tạo trở lại với Mỹ Lan và Bình. Sau đây kính mời quý vị nghe hai bài hát Chiếc Áo Bà Ba và Chiếc Tình Đẹp Hậu Giang. Xin mời quý vị thưởng thức. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thầm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tên mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con đưa hước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời, Hậu Giang ơi em vẫn
nhạc nơi. Chiếc áo màu xanh lén từng con sông bạc, lóng lánh mái chèo của đồng ánh dương trôi. Sóng vỗ xuồng đưa tiếng hò qua bên đời. Hậu Giang ơi, dấu yêu còn tuyệt vời. Hậu Giang ơi, dấu yêu còn tuyệt vời. Đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần. Dìa sóng trăng một ngày khai điều lắm thôi. Ngày nắng tháng ba xôn xao mùa lúa diều. Dìa bên Ninh Kiều có vàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ta. Em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Sông dừ con gái ma hầu tóc dài chấm lưng thôn. Đã hứa hẹn nhau một ngày ta sum hiệp mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi. Mà không thôi nhớ thương lên đầy đẹp quá quê hương muôn năm đẹp vô ngần. Chia sóc trăng một ngày khai điều lắm thôi. Ngày nắng tháng ba xôn xao mùa lúa diều. Chia bên Ninh Kiều có vàng đời người yêu. Em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Hồ ơi. Cùng những chàng trai coi thường con sông dừ. Con gái ma hồng tóc dài chấm lưng. Nước mình đây dấu xuồng ghe bè bồng mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi. Mà không thôi nhớ thương lên đầy vơi. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần. Nói sao cho càng lòng, nói sao cho vừa thương. Hậu Giang ơi, nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây một lần. Nói sao cho càng lòng, nói sao cho vừa. Tại em ở cái răng cho nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không lại gần. Sao biết áo em thơm rau? Chứ không liếc không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường? Thì làm sao vừa phung thiệp họ. Phùng hiệp hai đứa mình thưa đôi. Chúc
mình cũng thương nhau như những người thương nhau. Mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu. Mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau do tâm tình thương đau. Trời nước năm xưa lên gió mưa đông lòng. Biết người ngăn sông tan nát lâu chờ mong. Anh thương em là thương biết mấy cho vừa. Tại trời là trời làm bay qua. Em xa ngấn lệ nhớ người ở xa. Anh thương em dầu xa chính ai hoang sầu. Dẫu người là mười biển sâu. Từ câu dòng cổ năm xưa. Em ơi nếu phải xa em, xa ruộng lúa thơm rơm chiếu trăng vàng lóng mi. Tình vẫn không phai mà đời còn muốn làm con sống nhảy. Nhảy xô lên tình đẹp buổi xuân thì. Tình đẹp hậu già anh cùng em xin giữ cho bờ. Đẹp như bông lúa chính con sông phù sa thơm phức. Như áo mặc thơm mùi rơm cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình theo con nước lên cho tình. Lan nè, em dạ. Còn nhớ không? Dạ nhớ chứ, nhớ những đêm trăng sáng trên sóng nước mông manh. Em nhớ hoài những câu giọng cổ anh hát cho em nghe đó. Thiệt hả? Thiệt vậy hả em? Anh sẽ về thưa với ba má qua cưới em nha. Thiệt hả? Thiệt, anh hứa đó. Tình đẹp hậu giang anh cùng em xin giữ cho bền. Đẹp như bông lúa chính con sông phù sa thơm phức. Như áo mặc thơm mùi rơm cho tình là tình mong mơ. Ơi tình theo con nước lên cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên.
duyên em. Giờ cuộc chiến ngày càng lan rộng và người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngày đêm ghìm tay súng tại những tiền đồn, đèo heo, hút gió. Những biên cương xa xôi, mịt mù thuốc súng. Người lính Việt Nam Cộng Hòa xem cái chết nhẹ tựa lông hồng nơi chiến tuyến để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những người lính quốc gia đã anh dũng hy sinh đền nợ nước như Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Đình Bảo vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Năm nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh, Chuyến đi về sáng, Biển mặn, Anh không chết đâu anh, Từ đó em buồn và Người ở lại sạc ly. Trong nhạc cảnh, tình yêu, nụ cười và nước mắt sẽ đưa chúng ta trở về với quê hương khi còn khói lửa mịt mù ngày nào, với Thanh Lang, Anh Chí, Đỗ Thanh và Đặng Linh Vũ. Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt mồ son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi côi hững hờ hành trang kiến vai gầy, có một người mà tôi chưa quen tên. Nhà vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ơi mênh mông. Đêm dần tàn tâm tư ban sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trưa. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương em vắng xa. Biết có người bên sông nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi. Người về đầy mai giữa muôn hoa, người về với thương nhớ cho cô hát chơi vơi. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Hai cánh hoa mềm em vào lòng mà nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn tâm tư mênh mang, thênh thang lối đi nắng mai chậm chung. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phùng.
thoáng tìm vào đôi lòng giữa phút tương phương. Cao ngân trường sơn nương giá sông nguồn tìm về biển Đông tình yêu thành sông Thái Bình Dương rồi từng đêm sương sóng vỗ về ru rừng quê hương nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời còn nhục nhằn dưới dồn trên nương tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe muối phá trong lòng mẹ là mẹ trùng dương cao từ bài chứa tình sâu tôi trời quá mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quên mà thôi. Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng, nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa. Lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây bảo yêu anh em muốn truyền đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến trình lâu dài miền bãi đường trai vừa chuông dài che khuất biển xanh đẹp tựa trong tranh gót buồn lầy cho lúa thêm xanh trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biển mặn trên môi trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biển mặn trên môi trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biển mặn trên môi. Tới đây pháo đội viên chờ và báo tụi đoàn biết. Bạch Long, đây quyền phú một, đi tiếp ta, xin yểm trợ, tăng cường, hết. Tôi Bạch Long, tình hình như thế nào rồi? Tụi nó bao vây đông lắm, tiến dần về phía tôi. Bạch Long cho kim tước bắn ngay vào các trường ca 3, 4, 5, không cần điều chỉnh lại. Các con tôi cũng đang trực xạ, hết. Gọi pháo đội B, bắn các tuyến cản 1, 2, 3.
pha hết. K1 hướng 800 gần là 20. Tiếp tục đường K3 hướng 1200 gần là 20. Hết. Chú ý. Chú ý. Chú ý. Hà Lan, Kim Tước. Hà Lan, Kim Tước. Trường K1 và 3 gần là 20. Nghe rõ trả lời. Đầu nổ CVT, overhead, hết. Hạ Lan, Kim Tước, bắn liên tục ngay trên đầu tôi. Bắn liên tục ngay trên đầu tôi, nghe rõ, trả lời. Hạ Lan, Kim Tước, nghe rõ, trả lời. Mày rút đi. Đi, đi. Bạch Long, đây thuyền Phú Một. Bạch Long, tôi hiểu. Trong những tiếng
không, anh không chết đâu anh. Anh chỉ về với mẹ mong con. Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. Trên khăn tang vô phụ còn long lanh sao ai ơ. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh cho. Anh đã về đây. Trời ơi, sao người anh đầy máu và tay anh lạnh thế này. Anh ngồi đây, anh ngồi xuống đây để em băng bó vết thương cho anh nha. Vô ích, viên đạn sau cùng đó của anh, em nghe chưa, của chính anh. Anh không quen đòi hàng chiếc bụi súng kẻ thù. Đừng, như vậy là anh đã chết thật rồi sao anh? Không, chiến sĩ không bao giờ chết. Không bao giờ. Ôi nước mắt trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ chanh. Đầu cánh dù ôm gió, đầy cánh dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia, lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu. Ôi tiếng súng sao cùng đó. Anh nào nghe tầm đàn đi. Đâu em? Không, anh không chết đâu em. Anh chỉ về với mẹ mong con. Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hát hiu niềm nhớ. Em khăn tan cô phù còn long lanh do ai ẩn. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàn đêm cho anh. Không, anh không chết đâu em. Tomorrow, great news.
xanh gió mù đêm Hà Lao thức sâu. Anh cùng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Sáng đi tên vẫn chưa quen, người dân thì hay. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời mùa nhớ thương. Hỡi bước chân rung trên không biên mùa. Một lần thôi, vẫy tay tà từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay tà cùng anh đi. Thôi một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tà từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay chào buồn. Trăng xe đôi lúc tình mới thành lời, trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh khuất sau đồi lúc mây tím răng trời, lúc giông tố tơi bời, lúc đường đời ngăn đôi. Tình mình chia phôi nhưng tình đầu làm sao vơi, nên từ đó em buồn. Tạ từ anh hứa đếm tròn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Đông qua hè tới thấm thoát đã mười thu, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ vô vàn, nhớ anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mắt nhòa lệ đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lau khô, nên từ đó đó đâu còn nữa. Đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau, từ đó đâu còn nữa. Trăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu, gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu. Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn.
chết giữa lúc băng dòng sông vô đây xây ân tình. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi. Chọn đời ngắn đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn. Còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau, từ đó đâu còn nữa chăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu. Gương xưa còn đó nhưng bóng người nào thấy đâu, áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn, anh gục chết giữa lúc băng dòng sông vô đây xây ân tình. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi. Chọn đời ngắn đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn. Chọn đời ngắn đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn. Còn mãi mê lá rừng che kín đường về.
bồn hoa không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quên yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng chiến miên đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên, lời hát xin gây rung động thật lâu. Đừng hát như chim trên vùng lá sầu, xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữ rừng yêu lá thắm mà thôi. Sao không hát cho người giết giặc trên cầu, khi buồn lầy còn pha sắc áo xanh, trong khói súng say thành mắt cuồng thâm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa giờ chỉ còn hai tiếng mên anh. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về bốn hoa. Không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quên yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng chiến miên đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên, lời hát xin gây rung động thật lâu. Đừng hát như chim trên bụng lá sầu, xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính giữ rừng yêu lá thắm. Câu hát đầu môi như lính giữa rừng yêu lá thắm mà thôi. Kính thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình kỷ niệm 18 năm của Nhật Trường Trần Thiện Thanh với chủ đề Trong Lần Tái Ngộ là những tác phẩm vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa Hải Lục Không Quân với Tuyết Trắng, Mai Hiên, Hoa Biển, Nguyễn Tiến Dũng và Mỹ Lan, cùng với liên khúc Anh Hùng Tử, Khí Hùng Bất Tử do toàn ban trình bày. Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong, khi đường mây chờ anh tung cánh sắt. Đầy áo bay màu xanh, xanh như tình ai. Thắt lại khăn ấm chính em đàn. Khi gió quay
sao chạy dài, anh cất cánh bay lên. Thả nghiêng cánh chim, con tàu sẽ trời nơi xa thành phố rồi. Mây đen thật thẳm, mây đen lụa trắng, mây xa màu nắng. Vượt bao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chờ tôi xóa mờ vùng tuyết trắng mông mênh. Anh ước sao tình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Trên trần đời ngày xưa yêu hoa phượng.
chân. Tại em suy tư bên bờ vắng nên đêm mưa trùng, anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em. Cho anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương. Cơi đồi gió lung linh màu trắng, nước nhô con tàu đi. Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải đi, yêu nghe vừa ý rắc như con tàu đi. Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng dáng hoa xưa mịt mù. Tôi chưa tìm bến, nên em còn hờn, nên em còn buồn. Sao chưa thấy anh xa? Em ơi xinh hơn, xinh như hoa trắng tan trong đại dương. Hãy quân này đẹp trai không ạ? Thank you. Đây là điệu nhảy say sóng quá vậy, say sóng. Và cảm ơn chị Mỹ Lan, chị đã nhắc tuồng quý vị. Em khai thiệt luôn, chị nhắc tuồng cho em. Chung khơi nổi sao lung linh thiên sóng. Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi. Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng dáng hoa xưa mịt mù. Biển khơi không mang hoa màu trắng, điều anh xa xôi chưa tìm bến. Nhòn em còn hờn, nên em còn buồn. Sao chưa thấy anh xa? Em ơi dần hờn, xin như hoa sóng tan trong đại dương. Em còn buồn nên em còn hờn, sao chưa thấy anh ra? Em ơi giận hờn, xin như hoa gió tan trong đại dương. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi,
chiến sĩ hải quân hôm nay ra khơi mở nước nào gió khơi nồng máu say biển ơi không mang hoa màu trắng tàu anh xa xôi chưa tìm về ngồi yên văn thà thà chết không mồ thà chết theo tàu chết theo tàu thà xương ngâm đáy hoang xa anh hỡi anh ở lại Charlie anh hỡi anh xa từ vũ khí anh không chết đâu anh người anh hùng mù đỏ tiên đưa anh vẫn sống thanh thang trong lòng một người bị thương đời lên này vào mình đi lên bờ cõi vang lưng câu quyết kia ta sống rất là hồng liều thân sống tranh đấu giữ gìn non sông quyết kia khi được còn qua biên giới quyết chiến đấu đã chiến chiến công ngang trời giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến thắng đi không ai tin sáng rơi lúc đất nước muốn bao người còn thân yêu ra đi hồi tiếc tâm thần làm chi anh quang ơi từ nay trong gió từ nay trên cánh mây trôi có hồn anh trong cõi lòng tôi anh quốc ơi nhìn thù anh nhớ đến tôi thì xin cho anh dương soi nước Việt Nam sáng rọi hùng tử khí hùng bất tử một người ngã xuống muôn người lại đứng lên một người ngã xuống muôn người lại đứng lên một người ngã xuống muôn người lại đứng lên hàng ngàn cái tay đưa lên hàng vạn cái tay đưa lên quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính đâm phá tan mưu toan đầu hàng cho quân xâm lăng ta thế chết chứ không hề lui quyết không hề phản bội quê hương cùng nhau hòa câu hát thành công lớp áo xanh vai hồng thấy phất phơ ngàn đầu màu cờ tung bay trước gió kìa đoàn quân chiến thắng trở về với phố phường thành công còn ghi dấu đau số nhưng tâm thần kiều hùng phơi vui trong lòng thủ đô ơi thủ đô đoàn quân ta đã về đây chiến công xin dâng lên người người xếp lại trong niềm tin yêu mới thủ đô ơi thủ đô đoàn quân
chọn liên khúc Anh Hùng Tử, Khí Hùng Bất Tử để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả cùng tất cả quý vị anh chị thương mến đã ở lại phút chót để chúng ta cùng nghe lại được. Đây là một cái hợp xướng mà chính anh Nhật Trường đã soạn. Kính thưa tất cả quý vị đang theo dõi trên trang Facebook khắp mọi nơi, chúng ta vừa cùng 18 năm để nghe lại dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh trước năm 1975, khi Sài Gòn thất thủ, vượt biển tìm tự do và khi những bước chân đầu tiên tại bến bờ Hoa Kỳ, và rồi anh để lại tất cả những kỷ niệm đau thương đó tại đất khách quê người, một lần chưa hồi cố quốc. Chúng tôi xin kính mời quý khán thính giả cùng chia sẻ và cùng tưởng nhớ tri ân một người nhạc sĩ đã làm nên những tác phẩm để đời cho nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, những anh hùng Búa Đỏ, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Đình Bảo vẫn sống mãi trong lòng của dân tộc Việt Nam. Những chiến công của anh, những hy sinh của các anh, lịch sử sẽ ghi muôn đời còn mãi. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta vẫn luôn vẫn là một quân lực anh hùng nhất, một mình chiến đấu chống lại cả một khối cộng sản và đã chiến đấu cho tới giờ phút cuối cùng. Anh hùng tử nhưng khí hùng bất tử. Đó là tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta nói riêng. Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện ngày hôm nay, cũng như tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi livestream từ đầu giờ cho tới giờ phút này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Nhắc đến Trần Thiện Thanh là nhắc đến kho tàng âm nhạc với hàng trăm tác phẩm nhạc tình, nhạc lính, nhạc quê hương được mọi người mến mộ. Trong tâm tình đó, Mỹ Lan trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình dạ tiệc kỷ niệm 18 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh, chủ đề Trong Lần Tái Ngộ, vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, 12 tháng 5 tại nhà hàng Moonlight, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Lan, Carol Kim, Mỹ Quyền, Bích Vân, Diệp Thanh Thanh, Tuấn Đạt, Trung Tử Lưu, Khánh Hoàng, Lưu Việt Hùng, Đặng Linh Vũ, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Hiền, Mỹ Hạnh, Lệ Phương, Bình Hai Lúa, đặc biệt danh hài Trần Thiện Minh Thành, ban nhạc rock Desta Band, Anh Chí và Bạn Hữu, MC nhà văn Phạm Gia Đại, Đỗ Thành, Mỹ Lan, phụ trách âm nhạc Mai Trí Dũng, âm thanh Tiger Sound, phụ diễn các MVS Music Studio. Đón xem livestream vào lúc 7 giờ tối trên YouTube channel Nhật Trường Mỹ Lan Music bởi RGB Focus Production. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-330-1437. Mỹ Lan trân trọng kính mời.